Chào các bạn, nay lại tiếp nối với những video mà giới thiệu các bạn chuyện có thể sách sách và phim trong ngày Halloween. Thì mình xin giới thiệu với các bạn trong video này sẽ là những cuốn sách về phù thủy. Lần trước mình có giới thiệu những TV show, phim về có nội dung là phù thủy rồi. À không, không phải nội dung phù thủy, ý mình là liên quan đến phù thủy. Và lần này thì mình sẽ giới thiệu một số những cuốn sách mình đã đọc. Và thực ra là có một cái series này thì mình chưa đọc bao giờ và mình cũng rất là muốn đọc, nó liên quan đến phù thủy. Và trước khi mình vào những cuốn sách này thì mình muốn nói trước luôn nhá, là mình chưa đọc cuốn Con gái của phù thủy. Mình biết là chắc chắn sẽ có bạn hỏi mình câu này là đã đọc cuốn sách này chưa, bởi vì có lần mình nhớ là có một comment trong video đấy của mình là bạn ấy có hỏi mình là đã rất là muốn mình đọc cuốn Con gái phù thủy để xem cảm nhận của mình thế nào ấy. Thực tế là khi mình đọc cái phần nội dung cuốn Con gái phù thủy, đúng nhỉ, mình không nhớ cái tên, có phải Con gái phù thủy không, mà liên quan đến cô gái này là nó là cho lứa tuổi young adult nhá, thanh thiếu niên ấy. Và cô gái này là hậu duệ của những phù thủy từng bị trao cổ ở Salem. Và hình như chắc là có một cái kẻ nào đấy là đang cố gắng giết tất cả những phù thủy, tất cả những người phụ nữ trong dòng họ cô này. Mình không nhớ rõ lắm về cái nội dung, nhưng mà nói chung là khi mình đọc phần nội dung ấy là mình không thực sự có hứng thú lắm với cuốn sách này. Nó là fantasy, ừ thì mình có thích fantasy, mình vẫn đọc fantasy cho lứa tuổi young adult. Thế nhưng mà mình thích cái fantasy là cái fantasy kiểu nó là một thế giới khác hẳn ấy, nó không phải là lấy cái bối cảnh thực tế ở hiện thực như thế này đâu, theo kiểu là urban fantasy hay là, thì các bạn hiểu ý mình không? Đấy, mình thích đọc những kiểu nó có hẳn cái thế giới pháp thuật riêng, được xây dựng riêng cho cái câu chuyện đấy, chứ không phải là vẫn có sử dụng các cái địa điểm thật thực tế. Chỉ có một số trường hợp thì mình phải đọc, ví dụ như là cái bộ gì nhỉ, Thợ săn bóng tối, Vũ khí bóng đêm của Cassandra Clare, hay là những cuốn sách của bác Rick Riordan ấy, thì mình có thể đọc được, nhưng mà họ có hẳn một thế giới riêng của họ ấy. Ví dụ Thợ săn bóng tối là hẳn thế giới về Thợ săn bóng tối, nó rất là phức tạp và nó cũng gần như là cái thế giới pháp luật riêng. Rồi trong những cuốn sách của Rick Riordan thì là thế giới các vị thần, nó hẳn thế giới riêng. Thế là mình thích cái kiểu chuyện fantasy như thế hơn, hơn là lấy bối cảnh hoàn toàn là hiện thực. Và cái thế giới ở đây nó vẫn là phù thủy, nó không có gì mới với mình ấy. Và cái thứ hai đó là mình có đọc một cái review trên Goodreads của em Cá Rô Thỏ về cuốn sách này, và mình thấy rằng là toàn những cái mà mình không thích tí nào luôn. Em ấy đã chỉ ra tất cả những cái điều mà em không thích, và nếu là mình chắc mình cũng sẽ không thích những cái đấy. Thế nên là mình nghĩ mình sẽ không có ý định đọc cuốn Con gái của phù thủy. Hay là mình nhầm nhé. Cuốn sách tên là Cách treo cổ một phù thủy, không phải là Con gái phù thủy. Nhưng mà hình như có một cuốn sách, một cuốn truyện nào đấy tên là Con gái phù thủy, nhưng mà nó là chuyện dân gian Ba Lan hay là Nga gì đấy, chứ nó không phải là Cách treo cổ phù thủy. Thế đấy, thì mình đang nói về cái cuốn Cách treo cổ phù thủy đấy nhé. Thì mình nghĩ là mình sẽ không có ý định đọc cuốn đấy đâu. À, chúng ta sẽ bắt đầu với những cuốn rất là kinh điển trước. Harry Potter. Thế nào? Chẳng nhẽ nói đến phù thủy mà không nhắc đến Harry Potter. Mình nghĩ gì chứ, đúng không? Harry Potter thì nó là một cuốn sách quá là kinh điển rồi, và đương nhiên mình cũng sẽ không nói gì nhiều về cuốn sách này nữa, chỉ là đưa vào đây để các bạn nhớ là cuốn này vẫn còn tồn tại, nó vẫn rất là nổi tiếng. Đương nhiên nếu các bạn không thích tác giả J.K. Rowling vì việc bái kỳ thị người chuyển giới thì có thể tẩy chay luôn bộ Harry Potter, nhưng mà thực sự với mình không quan trọng lắm là tác giả có vấn đề gì, thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc là mình có thích đọc sách của tác giả không. Miễn là chuyện hay, miễn là mình hứng thú với nội dung đó thì mình vẫn đọc thôi. Mình không quan tâm lắm tới tác giả đấy là có làm một cái gì kinh khủng, ngoại trừ việc là tác giả đấy làm cái việc gì đó nó quá mức mà không chấp nhận được cơ. Mình cũng chưa nghĩ ra được là một tác giả sẽ phải như thế nào thì mình mới không đọc sách của tác giả đấy được. À, có thể là làm cái chuyện, không, thực ra phần lớn nhất là cuốn sách đấy mà nó có những vấn đề rất là kinh tởm, kinh khủng thì mình sẽ không đọc. Nói chung là không liên quan gì đến tác giả.
mình khá là rạch ròi giữa tác giả và truyện. Thế nên Harry Potter vẫn luôn luôn đứng vị trí đầu tiên, duy không phải gì nhỉ, số 1 cho trái tim mình. Tiếp theo, một cuốn sách mà mình cũng đã có một review hồi gần như là một trong những video đầu tiên của mình, đó là để so sánh cuốn này với cuốn Harry Potter, đó là Sứ Nevermore Diệu Kỳ. Đây là cuốn tập 1, nó có 3 tập rồi. Mình chưa đọc cả 2 tập kia nên là mình cũng không biết là nó đã đủ hết chưa hay là tác giả còn định viết thêm. Nhưng mà cầu mong là chỉ 3 quyển này thôi chứ. Nói thật là mình không còn đủ khả năng để có thể theo đuổi một series tận mấy tập nữa đâu. Quá là nhiều. Cần những cái sự kiên nhẫn để có thể, hoặc là trung thành nữa, để đi theo hết tất cả mấy quyển đấy. Thì cuốn Sứ Nevermore Diệu Kỳ này thì nó lại có một cái kiểu rất là hay, là cái cô bé Morrigan này là cô bị, là một đứa bé bị nguyền. Bất cứ việc gì không may xảy ra thì chúng ta có thể đổ lỗi cho Morrigan được. Và đến sinh nhật, ngoài việc cô bị đổ lỗi là nguồn gốc mọi tai họa, thì định mệnh báo trước cô bé sẽ chết vào sinh nhật 11 tuổi. Và vào sinh nhật này thì may quá lại có một người đàn ông đến cứu cô ấy và đưa cô ấy đến thế giới diệu kỳ, thành phố bí ẩn. Và tại đây thì cô ấy sẽ được hứa hẹn gia nhập hiệp hội Wondrous. Khi đó cô sẽ vĩnh viễn được bảo vệ bởi những đặc quyền bí hiểm. Nó gần như là phép thuật rồi, cho nên mình sẽ coi đây là cũng là phù thủy nhé. Nhưng mà nó rất là hay và đọc rất là dễ vào. Nó có nhiều cái rất là giống với cả Harry Potter. Có thể do tác giả đã có bị ảnh hưởng từ Harry Potter nữa, nhưng mà nó là một cái hoàn toàn khác thôi. Nó không hề giống như là hệt Harry Potter đâu. Vì vậy mà Và ở đây thì nó, và ở đây là cái việc là, và ở đây là Morrigan Crow chưa được vào học pháp thuật vội, mà cô ấy sẽ phải vượt qua những kỳ thi để có thể được vào đại học đã. Rồi đến tập 2, tập 3 thì chắc là sẽ học chưa rõ thế nào. Một cuốn sách này cũng khá là kinh điển rồi, đó là Lâu Đài Bay của Pháp Sư Howl của Dan Winchell. Đây là cái bìa cũ, có cái bìa tái bản mới đấy. Các bạn thì mua bìa đấy nếu các bạn muốn đủ cho nó giống ba quyển với nhau. Mình thì thực ra cũng thích thôi, nhưng mà ý mình làm điểm thì nó hơi phí và thực sự là mình có nhiều cái khác cần mua hơn. Nhưng mà Lâu Đài Bay của Pháp Sư Howl là một cuốn sách nói về lâu đài. Nó cũng không hẳn lâu đài bay lắm, nó là lâu đài di động. Và lâu đài này rất là hay, nó có một cái, nó kiểu kết nối với các không gian khác nhau ấy. Cánh cửa đấy này, ở trên nó có một cái đồng hồ kiểu này, cái la bàn. Đây là mình nhớ từ trong phim. Mình rất thích phim hoạt hình. Và nếu chúng ta vặn cái kim chỉ về các cái thành phố ấy, thì chúng ta sẽ đến các cái thành phố đấy khác nhau. Nó như, nó kiểu dạng teleport ấy, di chuyển tức thời. Và sở hữu lâu đài bay này là Pháp Sư Howl, là một anh chàng rất là kiêu ngạo và ái kỷ. Nhưng mà thực tế thì anh ta khá là yếu đuối, nếu để ý hơn. Và nhưng mà chính ta là Sophie, một cô gái bị lời nguyền trở thành một bà lão. Rồi cô ấy đến giúp việc cho Pháp Sư Howl. Rồi chuyện này dẫn đến chuyện kia, chúng ta sẽ có một mối tình nảy nở giữa Sophie và anh Howl. Lẽ dĩ nhiên sẽ vẫn có rất nhiều những chông gai trắc trở liên quan đến phép thuật đấy nữa, chứ không chỉ đơn giản là chuyện tình. Chuyện tình nó cũng, nó gần như nó là một cái phụ phụ thôi. Cuốn này đọc nó hơi dối so với phim. Thực sự là mình rất là cảm kích vì cách tác đạo diễn và biên kịch đã thu gọn được cái phim, nó làm cho nó dễ hiểu hơn và theo được một mạch chính hơn, thay vì là chuyện nó kiểu nó theo hơi nhiều cả cặp đôi ấy. Nên là mình hơi loạn với chuyện. Một cuốn sách này cũng sẽ rất là kinh điển, Rạp Xếp Đêm của Erin Morgenstern. Mình thích cuốn sách này. Lúc nào thì mình cũng đã từng nhắc đến cuốn sách này khá là lâu rồi, một đợt. Và hình như cũng là một cuốn sách mình rất là hợp, thích hợp đọc vào mùa thu. Đây là cái không khí phép thuật giữa hai phù thủy, không, hai nhà ảo thuật chứ. Bởi vì mặc dù nó không có phù thủy, nhưng mà nó là phép thuật và mình cảm giác như đây là những phù thủy. Đó là cuộc đấu tranh, cuộc thi đấu so tài giữa hai nhà ảo thuật, dạng một lời thách đố thôi.
Một đoàn xiếc xuất hiện trong không chẳng hề báo trước, không hề có lấy một dòng thông báo nào. Chỉ đơn giản là đoàn xiếc ở đó trong khi mà hôm qua thôi còn trống trơn. Và mình rất là thích đọc về những dạng đoàn xiếc như thế này ấy, nó bí ẩn. Lúc nào sẽ có những bí ẩn trong đấy, và đặc biệt hơn cả là cuốn này nó lại tràn đầy cái phép thuật rất là huyền ảo. Nên là mình cảm thấy nó đọc nó cảm thấy rất là mát mẻ, và kiểu chúng ta chìm đắm vào cái tình cảm giữa hai nhân vật chính ở đây. Ờ thì cũng có tình cảm trong này mà, nhưng mà cái tình yêu trong này nó phảng phất ý, không phải cứ bùng một cái là họ yêu nhau hay là sẽ có tình dục cái gì đâu. Nó không hề có tất cả điều đấy cho nên mình mới thích. Nếu đã nhắc đến cuốn Rạp Xiếc Đêm rồi thì sẽ có một cuốn khác, nó cũng có lấy cái yếu tố là hai nhà phép thuật, hai nhà pháp sư, đây cũng phải là pháp sư đấu nhau, đó là The Cross Game của Evelyn Sky. Cuốn sách này là lấy bối cảnh, nó là bối cảnh thật nước Nga, và lúc này là sẽ có một cái cuộc thi để tìm ra một nhà pháp thuật, một pháp sư cho Sa Hoàng. Bởi vì là lúc này thì nước Nga đang là bị đe dọa xâm chiếm bởi bởi đế chế Ottoman này với cả Kazan, mình không nhớ là ai. Sa Hoàng sẽ rất là cần một cố vấn pháp sư bên cạnh mình để giúp đất nước, giúp bảo vệ đất nước khỏi quân xâm lược. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai người đi thực hiện cái công việc làm nhà pháp sư này, nhưng họ phải so tài với nhau, họ phải đấu tranh với nhau, họ phải chiến đấu với nhau để có thể thể hiện năng lực tài năng của mình. Và sau đó lúc đó sẽ là người chọn lựa xem ai là người có khả năng ở bên cạnh mình. Ở đây thì có một cái yếu tố là mình không thực sự quá thích, đó là cái gì nhỉ, tình tay ba. Nhưng mà tình tay ba thì nó khá là rõ ràng là sẽ nghiêng về cặp đôi nào rồi. Và cuộc đấu tranh, chiến đấu giữa hai pháp sư này rất là thú vị. Mình rất là thích đọc cái kiểu mà các pháp sư chiến đấu với nhau ấy, thi tài với nhau. Nhưng mà đương nhiên chỉ cần giữa hai người thôi là quá đủ rồi. Và mặc dù là có yếu tố về tình tay ba, nhưng mà nó lại không phải chiếm trọng tâm của chuyện. Nó vẫn là cái yếu tố pháp thuật. Và quan trọng đó là cuộc tình giữa hai pháp sư ở đây, không phải cuộc tình, mối quan hệ tình cảm pháp sư đây, thì mình rất là thích cái việc đó, chứ nó không phải là cái cuộc tình tay ba hoàn toàn ý. Nên là đây vẫn là một cuốn sách mà mình really recommend liên quan phù thủy. Và nó kéo dài đến tận tập 2 nữa cơ. Tập 2 là The Cross Fate, hai cuốn tất cả, chứ không phải ba cuốn, nên là các bạn cứ yên tâm đọc đi. Và nhắc đến cuốn này thì mình nhớ ra là có một series nữa, đó là The Last Magician của Lisa Maxwell. Có 3 cuốn tất cả, nhưng mình mới đọc có một cuốn thôi. The Last Magician nói về pháp sư cuối cùng. Ở đây thực ra là nói về một cái nhóm pháp sư mà các phù thủy ở đây là họ như có mỗi người có một khả năng khác nhau ấy. Thì nhưng mà chính là Etta là cô ấy có khả năng quay về quá khứ, và nhiệm vụ của cô ấy là sẽ quay về các cái thời kỳ để cô ấy lấy các cái vật, báu vật ở cái thời kỳ đó để cho nhóm này như họ buôn bán, là mình cũng không nhớ lắm. Và bây giờ mục tiêu của cô ấy hiện giờ sẽ là cô ấy sẽ quay về cái thời năm 1920 ở New York ở Manhattan. Và cô ấy sẽ phải gặp người gọi là The Last Magician, phù thủy cuối cùng, pháp sư cuối cùng. Bởi vì anh ta sẽ có nắm giữ một cái cuốn sách hay là báu vật gì đấy rất là quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng đến thế giới phù thủy. Ở đây chúng ta có hai loại phù thủy, một phù thủy là sử dụng công nghệ này, và một phù thủy là truyền thống. Gì nữa nhỉ? Nó yếu tố về time travel nhé, du hành thời gian. Cũng có yếu tố về một vụ trộm rất là lớn. Nhưng mà cái yếu tố vụ trộm đó nó không được hay cho lắm. Nó không được như là Sick of Crow của Leigh Bardugo đâu. Nhưng mà là một cuốn sách rất là hay đấy. Mình thích cuốn này và mình cần phải đọc tập 2, tập 3. Phải đọc tiếp mới được. Không thể để bỏ cái series thế này được. Mình đã có quá nhiều series mình bỏ dở giữa chừng rồi. Cuốn tiếp theo. Ôi, nói nốt về mấy cái YA cho xong đi nhỉ. The Bear and the Nightingale, Catherine Arden. Cũng không hoàn toàn là phù thủy, nhưng mà chúng ta có thể mặc định đây là phù thủy, vì nó có rất nhiều yếu tố về phép thuật ở đây. Và đặc biệt nhân vật chính của chúng ta là
Vania Vasia là một cô gái bí ẩn, một cô gái hơi kiểu I'm not like the other girl. Cũng không hẳn thế đâu, nhưng mà là một cô gái mà kỳ dĩ và bị mọi người xa lánh vì cô ấy rất là kỳ cục lập dị. Nhưng mà thực tế là cô ấy có một cái sức mạnh riêng. Và câu chuyện này là lấy cảm hứng từ những chuyện cổ tích, chuyện thần tiên của Nga. Cô Vasia có thể cảm nhận được các linh hồn trong nhà đang bảo vệ nhà cô ấy để chống khỏi một cái lực lượng, một cái thế lực hắc ám đang mạnh dần lên ở trong rừng. Mình mới đọc hai cuốn đầu thôi, vẫn còn cuốn thứ ba mình chưa đọc, chán thế đấy. Nhưng mình nói là mình có rất nhiều series mình vẫn chưa đọc xong hết mà. Và mãi không chịu đọc xong vì mình cứ lại ham đọc và trinh thám nhiều quá, fantasy hơi bị bỏ bê. Vậy Japan Nga trên keo sẽ có cái yếu tố liên quan đến một chút, nó liên quan đến cổ tích thần thoại. Nhưng mà cái yếu tố pháp thuật nó cũng rất là quan trọng, bởi vì cô gái Vasia này là cô gái có năng lực đặc biệt. Và quan trọng hơn nữa ấy, là chúng ta thực sự chưa biết đến cái thân thế, cái dòng dõi cô ấy là như thế nào đâu. Nó có liên quan tới mẹ, phía bên nhà mẹ cô ấy mà. Em mình rất là hào hứng muốn biết được cái gia đình thực sự, cái thân thế thực sự cô ấy là như thế nào ấy. Tiếp theo là cái series Bóng tối với sương trắng của Leigh Bardugo. Thì cái series này mình đã review cả phim cả truyện rồi. Và mình muốn nói rằng là có thể rất nhiều người không thích cuốn Bóng tối với sương trắng, do là cuốn này nó vẫn là được viết đúng cái thời kỳ đầu của thể loại kỳ ảo cho Young Adult. Vì vậy mà vẫn có những cái trope, ví dụ như là I'm not like the other girl rất thể hiện rất rõ ở trong Bóng tối với sương trắng này. Nhưng mà Alina Starkov ở trong chuyện thì nó cũng không hẳn theo kiểu là khinh bỉ các cô gái khác bởi vì mình khác, mà ở đây là cô cảm thấy tự ti vì lúc nào mình trông cũng xấu xí, trông nghĩ khác là xinh đẹp hơn ấy. Đọc nhiều những cái chi tiết đấy nó hơi khó chịu, đặc biệt trong cuốn Bóng tối với sương trắng này. Nhưng mà quan trọng nhất ý, đó là việc tác giả đã thể rất rõ cái quá trình trưởng thành của nhân vật Alina Starkov ở đây trong suốt cả hai cuốn tiếp theo của truyện. Và cả câu chuyện này là nói về các Grisha, về thế giới Grishaverse. Thì các Grisha ở đây cũng có thể được gọi là phù thủy, họ có những năng lực đặc biệt đại diện cho các cái sức mạnh khác nhau. Có người là theo về thuật về kiểu làm về các cái yếu tố, các cái nguyên tố cơ bản, đất nước rồi lửa, có khí không có đất đâu nhỉ, nước, hỏa, lửa, khí, rồi thì chế tác về mặt hóa học và vật lý này, công cụ ấy, rồi y sĩ, bác sĩ hay là những người chuyên đi giết người khác. Và Alina cũng sẽ phải phát ra một khả năng đặc biệt của mình, và cô sẽ phải sử dụng sức mạnh đó để có thể bảo vệ đất nước Ravka, vương quốc Ravka của cô ấy. Hai cuốn sách nữa, Bụi sao của Neil Gaiman. Cuốn này mình đã xem phim trước rất lâu, sau đó thì mình mới biết là có truyện, thì mình mới đọc thử truyện. Và thực ra thì truyện và phim khá là giống nhau. Trong phim thì mình không thích lắm bởi vì mình không thích chọn diễn viên thôi, do là diễn viên nữ chính hơi già hơn so với diễn viên nam chính. Mình không cảm thấy có thiện cảm gì với đề lắm. Nhưng mà chuyện thì đọc rất là hay và nó dễ vào. Nó kiểu hoàn toàn là một cái thế giới kỳ ảo và có nhiều phép thuật. Ở đây có các phù thủy. Phù thủy không phải yếu tố quá là chính, bởi vì trong thế giới này chúng ta sẽ gặp nhiều những cái sự kỳ lạ khác, những cái yếu tố kỳ ảo khác. Và nhân vật chính ở đây là một anh chàng nhặt sao băng ở cái thế giới bên kia, thị trấn mà anh ấy đang sống. Và cái sao băng này bất ngờ thay lại chính là một cô gái. Và bây giờ là anh ta phải đưa cô gái trở lại đâu, mình quên mất rồi. Và anh sẽ trở thành một
người hùng chân chính trong chính câu chuyện của mình, thực hiện chuyến phiêu lưu ở xứ sở kỳ lạ và sẽ gặp rất nhiều phù thủy ở trong chuyện này. Nó có rất nhiều phép thuật ở đây. Khi nhắc đến phép thuật thì thực sự là không thể không liên tưởng đến phù thủy được các bạn. Thực sự đấy. Cuối cùng là cuốn Nhật Mã Mật Mã Phù Thủy của Deborah Harkness, một cuốn sách. Nó là 3 tập hay là 4 tập? 3 tập, nhưng mà tập 3 rất tiếc là Việt Nam đã không dịch. Bực mình hết rồi chứ. Và series này đã được trở thành phim rồi. Mình cũng có giới thiệu về cái TV show A Discovery of Witches trong cái video mà mình đã nói giới thiệu về những bộ phim xem liên quan phù thủy. Thì chuyện nó cũng như thế thôi. Phim khá là giống chuyện, nên là các bạn có thể vừa xem phim hoặc là chuyện. Phim thì nó sẽ có nhiều cái đầy đủ hơn. Và phim, à chuyện có nhiều cái đầy đủ hơn. Và mặc dù phim nó hơi khác chuyện ở một số chi tiết, nhưng mà nó cũng không phải thay đổi gì. Nó chỉ là cách thể hiện khác ở cái chi tiết đấy thôi. Còn lại thì cái ý nghĩa nó vẫn ra là như vậy. Và cái cách thể hiện khác đấy nó vẫn rất là hay. Nó chứ nó không phải là làm nhạt đi hay làm cho câu chuyện bớt hay hơn đâu. Câu chuyện này nói về Macaron yêu tinh phù thủy và người thường. Trong đó nhân vật chính ta là cô phù thủy yêu một anh Macaron. Cảm giác lúc đầu khi mình đọc thì mình cứ liên tưởng đến Chạm Vạng. Nhưng mà cuối cùng hóa ra không phải. Thật cũng may mắn ở đây là cái anh Macaron này không hề giống theo kiểu Edward đâu. Nhưng mà cũng có cái sự lạnh lùng bad boy nào đấy, rất là thu hút. Và anh ấy lại còn là khá giàu và là người thừa kế trong cái tổ chức liên quan hiệp sĩ thánh thiếp gì đó mà mình cũng không thực sự hiểu lắm về cái này, bởi vì nó liên quan đến lịch sử. Tác giả Deborah Harkness là một giáo viên dạy lịch sử, giảng viên dạy lịch sử Oxford nữa, cho nên là bà ấy lồng rất nhiều yếu tố lịch sử trong chuyện. Đặc biệt hơn là ở đến tập 2. Đến tập 2 của cuốn này, đó là phần 2 của phim luôn, là khi Diana với cả anh Matthew Macaron anh trở về quá khứ. Cái quá khứ ở đây là khi mà cái váy dài ấy, kiểu ấy, đi xe ngựa ấy. Bạn hiểu chứ, nó không phải là cái thời mặc quần đâu, mà dễ là quá khứ hẳn. Hẳn luôn ấy. Cái thời mà hệ thống vệ sinh vẫn chưa được cập nhật đầy đủ. Nói thật là khi nghĩ về quá khứ thì mình chỉ đến là việc sẽ không có những cái hệ thống vệ sinh hiện đại tiện nghi như bây giờ. Và mình đã thấy dùng hết cả mình rồi. Bạn mã có thể nhé. Và một cái series này thì mình chưa đọc bao giờ, nhưng mình rất muốn đọc. Nhưng chắc chắn liên quan phù thủy rồi, đó là Truth Witch của Sarah Denat. Mình còn nhớ đúng cái tên tác giả Sarah Denat không, nhưng mà của cái series này là hình như có 3 cuốn hay là 4 cuốn đấy. Đủ hết rồi, nên là mình thực sự rất là mong muốn có thể đọc được đến cái series này, vì nội dung hay. Nội dung là hồi đấy mình nghe xong nội dung và mình rất là muốn đọc rồi. Còn bây giờ thì thực sự mình không thể nhớ nổi nội dung của đấy là gì. Thật sự là các bạn, nhưng mà mình có thể để tên đây. Và sau đó thì các bạn tìm trên mạng hay Goodreads là các bạn thể biết là series này về cái gì. Nói về hình như là liên quan đến chị em và mỗi người là một phù thủy có khả năng đặc biệt khác nhau. Hình như là thế. Vậy thì đây là tất cả những cuốn sách phù thủy mà mình đã đọc, ngoại trừ cái series Truth Witch. Và có một số series mình còn chưa đọc xong. Các bạn có những cuốn sách gì liên quan phù thủy mà các bạn đã đọc rồi, có thể recommend cho mình. Chắc là ngoại trừ cuốn Cách Trai Cổ Phù Thủy, vì mình sợ là nếu mình đọc thì mình cũng sẽ có cảm nghĩ giống như là mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Và hy vọng là trong Halloween sau thì mình sẽ có thêm những cuốn sách phù thủy hay hơn để giới thiệu các bạn. Nhưng còn không biết là ở Việt Nam có dịch